Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh phía Nam, những ngày qua, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận hàng loạt lao động từ các tỉnh phía Nam ồ ạt về quê tránh dịch. Chốt kiểm soát COVID-19 Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk là một trong những chốt chặn quan trọng kiểm soát người và phương tiện từ các tỉnh phía Nam vào cửa ngõ Đắk Lắk. Những ngày qua, trung bình mỗi ngày có trên 1.000 người từ các tỉnh phía Nam về Đắk Lắk tránh dịch, có ngày cao điểm lên tới hơn 3.000 người. Các lực lượng tại chốt đang căng mình để kiểm soát tất cả người qua chốt. Đây là một trong những cái mà sẽ làm cho cái diễn biến dịch bệnh của tỉnh Đắk Lắk không lường trước được. Sơ bộ về dịch tễ học di chuyển của CDC thì một ngày trung bình là chúng ta có 4.500 bằng nhiều các hình thức người ta dân về. Có đi xe, có đi bộ, kể cả đặc biệt nhất là Honda. Như vậy cái việc tầm soát, rà soát của các điểm chốt thì sẽ để lọt rất là nhiều. Do vậy cái công tác quan trọng nhất là phải giám sát, truy vết, khoanh vùng ngay tại tuyến cơ sở. Tính đến 6 giờ ngày 22 tháng 7, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 37 bệnh nhân mắc COVID-19. Đặc biệt trong những ngày gần đây, số ca bệnh tăng đột biến với những chuỗi lây nhiễm phức tạp. Tỉnh Đắk Lắk cũng ban hành công văn hỏa tốc áp dụng thực hiện chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trong phạm vi toàn tỉnh kể từ 0 giờ ngày 21 tháng 7 2021 đến hết ngày 3 tháng 8 2021 để phòng chống dịch bệnh COVID-19.